Quý vị thân mến, 2 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tờ New York Times của Mỹ đã đăng bài viết dài của nhà báo Aidan Whitman về thân thế sự nghiệp của người có đoạn như sau. Trong những chính khách của thế kỷ 20, Hồ Chủ tịch nổi bật về tính kiên định, kiên nhẫn trong việc theo đuổi mục tiêu độc lập cho dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời của người dành cho sự nghiệp độc lập của dân tộc với nguyện vọng đưa non sông quy về một mối. Bác Hồ còn nổi tiếng vì đã thành công trong việc kết hợp chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa dân tộc. Cả cuộc đời từ những khi còn là một người thanh niên đã mang hoài bão về tự do, về độc lập cho dân tộc Việt Nam, khi đó đang là sứ thuộc địa của Pháp. Ngay cả khi cơ may thành công được đánh giá mong manh, người vẫn vững tin và kiên trì. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 9 năm sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc duyên nợ với người Pháp bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào năm 1954. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Sau năm 1954, đất nước Việt Nam khi đó vẫn tạm thời bị chia cắt theo Hiệp định Geneva. Khi đó, chính trị trong nước đứng trước bối cảnh đất nước có nguy cơ bị chia cắt lâu dài do sự phá hoại của chế độ Ngô Đình Diệm được Mỹ hậu thuẫn ở miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống trả sức mạnh quân sự mãnh liệt của người Mỹ. Thủ đô Hà Nội khi đó cùng với nhiều thành phố khác của miền Bắc đã liên tục bị máy bay Mỹ oanh tạc. Năm 1964, Hoa Kỳ ngày càng dính líu vào chiến tranh Việt Nam. Bằng tài năng ngoại giao của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khéo léo duy trì mối quan hệ hữu nghị với cả Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tranh thủ được viện trợ bao gồm vũ khí, lương thực cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, mặc dù khi đó Liên Xô và Trung Quốc vốn đang có bất hòa với nhau. Nhà báo Aidan Whitman của tờ New York Times đã miêu tả Hồ Chủ tịch với dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ, chòm râu dài, má hóp cùng đôi mắt sáng thực sự như một vị già làng, một George Washington của toàn thể dân tộc Việt Nam. Tình cảm yêu mến của mỗi người dân Việt Nam dành cho người là điều không thể nghi ngờ. Khắp nơi nơi, nhân dân yêu mến gọi Hồ Chủ tịch hai tiếng thân thuộc, Bác Hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh dù bận rộn trăm công ngàn việc, vẫn duy trì đời sống vô cùng giản dị, gần gũi với nhân dân. Bác thường xuyên đi thăm dân chúng ở các thôn làng hay thị trấn. Trên trường chính trị, Hồ Chủ tịch là một người nhạy bén, sắc sảo với thời cuộc. Thì đối với đồng bào Việt Nam, thương yêu, tình cảm của người đều xuất phát từ trái tim. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gây ấn tượng tích cực với những người đã từng tiếp xúc bởi sự thông minh, sáng tạo và hết mình với sự nghiệp của mình. Một trong số đó là Harry Ashmore, một trung tâm nghiên cứu các thể chế dân chủ, đồng thời là cựu chủ bút của tờ The Arkansas Gazette. Thạo tiếng Anh. Giữa cuộc nói chuyện, Hồ Chủ tịch nhắc ông Ashmore về việc mình từng ở Mỹ. Tôi nghĩ là tôi biết người Mỹ, và tôi không hiểu làm thế nào mà người ta lại ủng hộ việc dính líu vào cuộc chiến tranh này ở Việt Nam. Phải chăng là tượng nữ thần tự do đứng lộn ngược? Bác Hồ am hiểu lịch sử nước Mỹ. Trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1945, người đã liên hệ với ban tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Từ đó mở rộng trong bản tuyên ngôn của mình. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Tất cả các dân tộc đều có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Ngay cả với lãnh tụ Ấn Độ Jawaharlal Nehru, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chiếm được tình cảm đặc biệt. Bác được miêu tả là đặc biệt dễ mến và thân thiện. Paul Mus, nhà đông phương học người Pháp, được tiếp chuyện với Hồ Chủ tịch trong các năm 1946 và 1947 thì thấy ở ông một nhà cách mạng kiên định, không thể tha hóa theo kiểu vị thánh công lý. Các bài viết và phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tập hợp trong Tuyển tập Hồ Chí Minh xuất bản ở Hà Nội năm 1960 và 1962. Cố chuyên gia về Việt Nam Bernard Fon đã cho xuất bản một tuyển tập như thế này bằng tiếng Anh vào năm 1967 với tựa đề Hồ Chí Minh về cách mạng. Trước cửa lính canh bổng súng đứng, trên trời trăng lướt giữa làn mây, dẹp bò ngang dọc như thiết giáp,
mũi lượn hung hăng tựa máy bay. Nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ, muôn tơ vương vấn mộng sầu nay. Ở tù năm trọn thân vô tội, hoa lệ thành thơ tả nỗi này. Phần dịch thơ của thi sĩ Nam Trân. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn tin tưởng vào chiến thắng của cách mạng. Năm 1962, chiến tranh Việt Nam khi đó mới chỉ là xung đột trong diện nhỏ hẹp ở miền Nam Việt Nam, giữa một bên là các lực lượng thân Mỹ ở miền Nam cùng với 11.000 cố vấn Mỹ và một bên là lực lượng du kích Việt Cộng bé nhỏ. Bác Hồ từng chia sẻ với một vị khách Pháp rằng: "Mất tới 8 năm chiến đấu trường kỳ, chúng tôi mới đánh bại nước Pháp của các ông. Giờ chế độ miền Nam Việt Nam được vũ trang mạnh và được người Mỹ giúp đỡ nhiều. Người Mỹ mạnh hơn người Pháp nhiều, cho dù họ không hiểu rõ chúng tôi bằng. Vì vậy, có thể mất 10 năm để đạt được mục tiêu đánh đuổi quân Mỹ, nhưng những đồng bào anh dũng của chúng tôi ở miền Nam rốt cuộc sẽ đánh bại họ." Vào đầu năm 1967, khi nói chuyện với ông Ashmore, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bày tỏ niềm tin của mình. "Trong hơn 25 năm, chúng tôi đã chiến đấu vì độc lập. Dĩ nhiên, chúng tôi trân trọng hòa bình, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ nền độc lập để đổi lấy hòa bình với Hoa Kỳ hay bất cứ bên nào." Rồi người nắm chặt tay và nói đầy cảm xúc: "Các ngài phải hiểu về quyết tâm của chúng tôi, kể cả vũ khí hạt nhân của các ngài cũng sẽ không buộc được chúng tôi phải đầu hàng sau khi đã đấu tranh dài lâu vì nền độc lập của nước nhà." Ông Nguyễn Cao Kỳ đã từng nói: "Miền Nam Việt Nam cần một lãnh tụ thật sự như Hồ Chí Minh." Tháng 3 năm 1977, cựu Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Michael Charlton trong loạt bài "Nhiều lý do tại sao sự can dự của Mỹ vào Việt Nam" của đài phát thanh số 3 thuộc hãng BBC của Anh. Sau đó, tuần báo The Listener đã đăng lại trên số ra ngày 24 tháng 11 năm 1977 ở các trang 670-672 với nhan đề "Điều mà miền Nam Việt Nam cần là một người như Hồ Chí Minh". Nhà báo hỏi: "Có phải anh hoàn toàn không biết việc Mỹ sắp ném bom miền Bắc? Có phải anh không được hỏi ý kiến hay được thông báo về việc đó?" "Tôi chỉ là tư lệnh không quân nên không được tham khảo ý kiến về những quyết định chính trị giữa Mỹ và Nam Việt Nam. Tôi không tin rằng ngay cả chính phủ Nam Việt Nam lúc đó cũng được Mỹ hỏi ý kiến. Với kinh nghiệm của tôi sau đó, tôi nghĩ rằng mọi chuyện quan trọng về quân sự hay chính trị đều được quyết định ở Washington và họ chỉ thông báo cho chúng tôi biết trước 24 tiếng đồng hồ mà thôi." "Vậy anh có thử phản đối việc thiếu tham khảo ý kiến về chính sách không?" "Sau khi tôi trở thành thủ tướng, nhiều lần gặp các quan chức Mỹ, kể cả Tổng thống Lyndon Johnson, và mỗi lần như thế, tôi nói với ông ta điều mà tôi nghĩ là cách ứng xử đúng đắn với chiến tranh, với những người cộng sản, với dân chúng miền Nam. Phần lớn những lần đó họ chỉ mỉm cười rất lịch sự, nhưng họ chẳng bao giờ làm những điều mà tôi yêu cầu." "Có phải phần lớn những khó khăn trong quan hệ với người Mỹ là do khác biệt về văn hóa không?" "Đúng như thế. Tôi nhớ lần đầu gặp đại sứ Henry Cabot Lodge. Ông ta hỏi tôi: chương trình của chính phủ Anh là gì? Tôi trả lời: cách mạng xã hội. Ông nói với tôi không nghĩ nói tới các từ xã hội và cách mạng với người Mỹ là tốt đâu. Họ không thích nói tới cách mạng và xã hội vì các từ ấy nghe có vẻ cộng sản. Tôi nói: chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa xã hội khác nhau, tại sao không nói tới cách mạng? Đó chẳng phải là cái mà chúng ta đang cần ở miền Nam hay sao? Theo ý tôi, có một sự khác nhau cơ bản giữa người Mỹ và người Việt Nam. Tôi thấy cần phải thay đổi toàn diện ở miền Nam, nhưng người Mỹ không thấy điều đó, hay họ thấy điều đó theo một cách khác. Tôi nói với họ rằng, người Việt Nam có nhu cầu rất ít về vật chất nhưng nhiều hơn về tinh thần. Một người Việt Nam có thể hạnh phúc ngay cả khi họ còn nghèo. Thứ đến, tôi nói với họ rằng, miền Nam Việt Nam cần một người như Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thật sự, chứ không phải là một người của Mỹ. Nhưng họ không bao giờ hiểu được điều đó." Có lẽ khó khăn chủ yếu mà Nam Việt Nam đối phó với dư luận thế giới là người ta tin rằng Mỹ đang ủng hộ một chính quyền tham nhũng hay sao? "Đúng như vậy. Và đúng, khi tuyên truyền của những người cộng sản lên án chúng tôi không phải là những người theo chủ nghĩa dân tộc mà chỉ là bù nhìn và tay sai của Mỹ. Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành một cách sai lầm. Khi giao trách nhiệm chiến đấu cho Nam Việt Nam, họ, tức là Mỹ, giao cho những người mà họ cảm thấy yên tâm, giao cho một viên tướng Nam Việt Nam nổi tiếng tham nhũng và kém năng lực nhất. Nhưng tất cả những người Mỹ đều nói với tôi rằng,
ông ấy đúng là một mãnh hổ. Đó là lý do tại sao vào lúc cuối cùng, toàn bộ một quân đội đông tới 1 triệu người đã sụp đổ chỉ trong vòng 30 ngày, vì toàn bộ các sĩ quan chỉ huy lúc đó đều hèn nhát và tham nhũng. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua góc nhìn của giới trí thức quốc tế. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 200 tác phẩm và các công trình nghiên cứu, hàng trăm tạp chí, hàng ngàn bài báo của các nghiên cứu lịch sử, văn hóa, triết học, tâm lý học, nhân chủng học, văn hóa học, các nhà thơ, các phóng viên của các tờ báo lớn trên thế giới viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nay, tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trân trọng ghi vào các bộ đại bách khoa thế giới, trong các bộ từ điển danh nhân lỗi lạc của loài người. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Năm 1987, tại kỳ họp lần thứ 24, Tổ chức Giáo dục Văn hóa Khoa học của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã ra nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất. Những thước phim chân thực, sống động, nhiều cảm xúc. Những năm kháng chiến chống Mỹ, việc để phóng viên hay những nhà làm phim phương Tây sang Việt Nam và quay phim, nhất là về Bác, là một sự ngoài tưởng tượng. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà những thước phim về Bác do các nhà làm phim nước ngoài quay, ngoài tính nghệ thuật đặc trưng của điện ảnh, thì đều mang một giá trị đặc biệt, cực kỳ chân thực và sống động về Bác. Đàm thoại với Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phim ghi lại nhiều hình ảnh và lời đối thoại, trao đổi của Bác khi tiếp xúc với Joris Ivens vào năm 1968 tại Hà Nội. Có thể nói đây là bộ phim cuối cùng của điện ảnh nước ngoài có dịp được thu hình và ghi âm những lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 79 mùa xuân, Santiago, Alvarez, Cuba. Về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập cho Tổ quốc, đồng thời có một tình thương yêu cao cả bao trùm đến từng số phận con người bị áp bức, nghèo khổ. Tên người là Hồ Chí Minh. Vemiseva, Liên Xô cũ. Phim có rất nhiều tư liệu về Bác thời kỳ hoạt động ở Nga trong quốc tế cộng sản. Khi Bác được tiếp xúc với luận cương chính trị của Lenin, tìm ra được con đường cần phải đi để làm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân Pháp. Đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng của Hàn Quốc, Hong Sun-chun, thực hiện các cảnh quay bộ phim Ngôi sao Việt Nam Hồ Chí Minh, bộ phim tài liệu đầu tiên của Hàn Quốc về một lãnh tụ Việt Nam. Khi trả lời phỏng vấn báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi thật bất ngờ và thú vị khi càng lúc càng khám phá về mối quan hệ tình cảm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, cũng như những tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho vị lãnh tụ của mình. Một bộ phim đặc biệt nữa là của các nhà sản xuất Nhật Bản về thời khắc lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi ấy, nhà quay phim Ishigaki Misao, người Nhật, từng là giám đốc hãng truyền thông NDN, sang Việt Nam thường trú vào tháng 8 năm 1969. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, hàng chục nghìn người không nén nổi niềm tiếc thương trong lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trong giờ phút lịch sử thiêng liêng ấy, ông đã bấm máy, đã ghi lại những thước phim màu dài gần 10 phút thật quý giá đối với dân tộc Việt Nam. Cùng đi với ông là ba nhà quay phim nữa, là nhóm quay phim phương Tây duy nhất, hùng hậu nhất với 4 máy quay, 4 góc độ khác nhau, bằng phim màu rất hiếm vào thời điểm đó. Lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh làm khán giả Nhật Bản đặc biệt ấn tượng. Đó là hình ảnh tấm lòng người dân Việt Nam với lãnh tụ trong ngày quốc tang, nỗi đau đớn tiếc thương không cần dùng lời bình để tả. Bộ phim sau đó đã được chiếu tại các rạp chiếu phim ở Nhật cùng với bộ phim tài liệu mang tên Việt Nam. Bộ phim đã được hàng triệu người Nhật đến xem. Và năm 2009, vào dịp mùng 2 tháng 9, trong lễ kỷ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hãng truyền thông NDN đã tặng bộ phim này cho Việt Nam và sau đó phim được công chiếu trên sóng VTV. Bộ phim dài nhất về Bác của các nhà sản xuất nước ngoài cho đến thời điểm này có lẽ là bộ phim tài liệu 12 tập mang tên Hồ Chí Minh, con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Tác giả của bộ phim là các nhà sản xuất Thái Lan. Bộ phim đã nêu bật thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người, từ khi tìm đường cứu nước đến khi người qua đời. Và trong những cuốn sách
Sau cách mạng tháng 8 1945, những người ở phương Tây bắt đầu tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tìm cách giải mã câu hỏi được đặt ra lúc bấy giờ, Hồ Chí Minh là ai? Đặc biệt, từ năm 1970, sau khi người qua đời, việc nghiên cứu càng tăng thêm, đi sâu vào nhiều góc cạnh về cuộc đời và ảnh hưởng của người đến mọi mặt ở Việt Nam. Nhà báo Stanley Cano trong cuốn Việt Nam một lịch sử đã viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau. Một thân hình gầy gò, chòm râu dài, chiếc áo khoác cũ và đôi dép cao su đã mòn, Hồ Chí Minh đã tạo ra một hình ảnh Bác Hồ hiền lành, giản dị, nhưng người là nhà cách mạng dày dặn kinh nghiệm và một nhà dân tộc chủ nghĩa nồng nhiệt, suốt đời đấu tranh cho một mục đích duy nhất, mang lại độc lập tự do cho dân tộc mình. Cuốn sách mang tựa đề Hồ Chí Minh của nhà báo người Đức gồm gần 300 trang, sử dụng tư liệu của nhiều nhà lãnh đạo chính trị, nhà văn hóa, học giả và nhà nghiên cứu nổi tiếng của Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Pháp, Mỹ cùng nhiều nước trên thế giới viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, là một kho tư liệu giá trị được viết theo dạng biên niên sử về các thời kỳ hoạt động cách mạng của người. Cuốn sách đã được xuất bản vào dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh của người, thu hút sự chú ý lớn trong giới nghiên cứu và bạn đọc Đức. Cho đến hiện nay, thế giới vẫn luôn muốn giải mã về một con người gắn với chiến thắng của một dân tộc nhỏ bé mà kiên cường bên bờ Biển Đông.